Xin chào tất cả các bác, các anh, các chị. Trong video ngày hôm nay, em Dương sẽ gửi tới các bác những cái hình ảnh, những cái cây bồ kết em Dương đi thu mua. Các bác có thể nhìn xem trong video này những cây bồ kết rất là đẹp nha các bác nhé. Đây cơ bản là một số các bác có những cây thực sinh cũng có và cây bồ kết ghép cũng có. Và những cái cây bồ kết ghép thì nó ra quả là siêu đỉnh luôn các bác. Bởi vì là khi mình ghép được thì là cái phần giống ở cái cây nó đạt tỷ lệ năng suất cao. Mình ghép được vào cái cây thực sinh thì nó sẽ ra quả đều đẹp như này nha các bác nhé. Thì cũng có một số bác là băn khoăn về cái cây giống bồ kết là trồng sợ là không ra quả sai. Thì các bác là yên tâm, hoàn toàn yên tâm với những cái cành mắt ghép em sẽ tuyển chọn ở những cái cây nó đẹp. Sau đó là các bác về các bác trồng thì nó ok thôi. Còn về cái cây thực sinh thì cũng rất nhiều bác có bảo em tư vấn. Thì qua cái video này em cũng chia sẻ thêm với các bác là cây thực sinh thì không phải cây nào nó cũng ra được quả đâu các bác. Đấy là nhà em làm giống thì em cũng cứ nói thật luôn như thế cho các bác biết là không giấu giếm gì cả. Bởi vì khi các bác trồng lên thì cái thời gian các bác trồng các bác chăm bón mất nhiều, chứ em làm cây giống này thì nó cũng không mất nhiều thời gian bằng các bác chăm bón lên mà nó lại ra cái cây đực thì rất mất thời gian cho các bác. Hôm nay cũng có một anh cũng bình luận vào cái video của em thì anh bảo là có một số anh chị em là cũng tư vấn trồng cây thực sinh bảo là sau này nó không ra quả thì tiến hành là cắt làm gỗ. Nhưng mà thực ra là nó được bao nhiêu gỗ đâu các bác, mà cái gỗ nó cũng không có giá trị nha các bác nhé. Đây là một số những hình ảnh em quay em vặt cái cây bồ kết này, quả nó đẹp như này. Đối với những cái cây này thì là lấy cái mắt ghép thì quá đảm bảo luôn các bác nhé. Thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em Dương bằng một số những cái lượt đăng ký kênh, một lượt thả tim. Và các bác có những cái ý kiến gì đóng góp thì có thể là bình luận xuống dưới cái video này, em Dương sẽ ví dụ như là cái gì em Dương biết có thể chia sẻ với các bác thì em Dương sẵn sàng chia sẻ cho các bác. Còn những cái gì mà em chưa biết thì sẽ cùng các bác đi tìm hiểu cho các bác nhé. Video em xin kết thúc tại đây. Em xin trân trọng kính chào tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác trong video sau. Xin chào tất cả các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.